Chỉ cần một cái buông tay. Thời xưa, bắt được một con khỉ là rất dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ ở trên đó, sao cho vừa bằng nắm tay của con khỉ. Tiếp theo, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Sau đó, lại dùng dây thừng hoặc dây da to, buộc trái dừa và treo nó lên cành cây. Xong, lại bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng cái lỗ chỉ nhỏ bằng vừa nắm tay của nó, nên con khỉ đã không thể nào kéo được quả chuối ra. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó là của mình. Đó là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế bị mắc bẫy. Một con khỉ vô minh cứ nắm lấy thứ mà nó cho là quả của mình và không biết rằng nó đang nằm trong một cái bẫy của chính mình. Người thợ săn tham lam rất thấu hiểu tính của những con khỉ nên đã dễ dàng bắt được chúng. Do vậy, khổ đau đến là do ta tham lam, mong cầu, si mê mà tạo ra. Hãy vun bồi trí tuệ để nhận ra được vấn đề và biết buông xuống đúng lúc.